Các bạn, bây giờ là 11 giờ 15 phút buổi tối. Bây giờ thì mình ăn uống no say rồi, bây giờ mình sẽ vô đây để massage các bạn. Massage xong rồi ngủ ở đây luôn. Vô đây thì họ không có cho mình quay phim đâu các bạn nha, cho nên giờ mình quay ở ngoài cho bắt các bạn xem nè. Mình đi vô trong chỗ sauna này, tắm hơi rồi ngủ luôn. Rồi tới sáng thì mình sẽ đi biển. Nè các bạn thấy không? Rất là đẹp. Ok. Nè, một cái bãi giữ xe nè, các bạn thấy nó đông nghẹt luôn các bạn. Lớn, thiệt là lớn luôn. Đó. Nè, các bạn thấy không? Đó, bây giờ mình vô đây. Và các bạn, rồi bây giờ mình sẽ đi vô phòng massage. Đây là những cái tủ để giày dép các bạn, người ta ghi rất rõ ràng các bạn ha, shoe only, tức là đây là những cái tủ để giày gì thôi. Hoặc là các bạn muốn để ở ngoài thì các bạn để giống như người ta như vậy nè. Nhưng mà để ở ngoài thì có người sẽ mang lộn đó. Và đây mình cho các bạn coi. Có thể quay được tới đây thôi các bạn ha. Tại vì ở trong này đó là không có mặc đồ các bạn. Cho nên là mình chỉ quay ngoài này thôi nha. Bye bye. Right here của mình 95 rồi các bạn nè. Ok, đó, bây giờ mình sẽ bỏ đôi giày của mình vô, các bạn thấy không? Đó, mình bỏ vô rồi các bạn, đôi giày của mình. Ok, đóng tủ lại. Rồi bây giờ mình đi vô trong các bạn ha. Mình biết chắc chắn là họ không cho quay. Hello các bạn. Bây giờ thì mình ra ngoài này rồi. Tức là mình cũng đã ngâm bồn nước nóng rồi, massage dưới hồ rồi các bạn. Bây giờ mình ra đây ngồi, đây là chỗ ngồi ăn, bán hết tất cả các loại đồ Hàn Quốc. Chính gốc của Hàn Quốc luôn nha các bạn. Ở đây mình thấy thì có mấy chục món đó. Nhưng mà bây giờ đang đông người quá cho nên mình không có quay ở chỗ đó cho các bạn được. Để chút nữa mà bớt người rồi đó mình sẽ quay cho các bạn xem. Các bạn đã nhìn thấy sau lưng mình không? Sau lưng mình là cái phòng sauna rất là nóng các bạn. Mình ngồi ở đây mình quay qua một lớp kính cho nên các bạn cũng không rõ đó. Các bạn biết không, cái phòng đó nó thực sự là đẹp, đẹp lắm các bạn. Nó lát thành, nó lát những cái viên sỏi, viên đá nhỏ lại thành một cái bức tranh. Từ ở trong cũng vậy, ở ngoài cũng vậy. Nhưng mà mình thấy lúc trước mình đi thì nó không có cắm, nhưng mà bây giờ thì mình thấy nó cắm mang máy chụp hình hoặc là máy quay phim hoặc là phone vô trong rồi đó. Cho nên là không có quay ở trong đó được. Đó các bạn thấy không? Sau lưng mình nè, đó. Ai mà muốn xong hơi thì vô đó, nóng lắm các bạn. Ở đây nó có 3 phòng tổng cộng, nhưng mà tại ngay chỗ này là chỗ mình ngồi được, cho nên mình cho các bạn xem phòng vậy thôi. Hai phòng bên kia thì mỗi một phòng một loại đá khác nhau, nhưng mà không có cách nào có thể quay được chỗ đó hết. Tại vì chỗ đó là đường đi của người ta, không có thể mà đứng cầm cái máy quay như vậy được. Đó, mình cho các bạn xem, đẹp lắm. Chỗ này là chỗ mình ngồi ăn. Đó, cái chỗ vàng vàng, các bạn nhìn thấy đó là hồ bơi. Vô tới đây là tất cả là phải thay đồ, đồng phục. Ở đây nha các bạn, một cái áo thun và một cái quần Việt Nam mình thì gọi là quần xà lỏn đó. Nam nữ thì đều mặc đồ giống như nhau hết.
giờ mình ngồi ở cái tư thế như vậy thì mình sẽ quay được cho các bạn thấy sau lưng là cái phòng sauna đó thôi. Mình quay ngược qua bên kia thì nó sẽ là cái quầy bán đồ ăn. Đó, các bạn thấy sau lưng mình không? Đó. Chỗ này là chỗ bán đồ ăn. Mình thấy cái giá tiền cũng rẻ lắm các bạn, không có đắt. Đây là những cái phòng bằng đá. Cái phòng này là nóng đó các bạn. Còn cái này thì mình chưa có vô, mình không biết như thế nào. Ở đây họ không có cho quay phim nha các bạn, mình quay lén đó. Đây là cái phòng xông hơi bằng đá đó các bạn, đẹp lắm các bạn ơi, nó làm từng cái viên gạch, từ cái viên gạch nhỏ các bạn, đẹp không thể tưởng được. Mình quay qua một lớp kiến đó các bạn, cho nên các bạn thấy nó có những cái hình đồ ăn đó. Và đây nè, là bên tay phải mình nè, là ở đó là một cái hồ bơi rất là lớn. Còn cái phòng mà ngâm mình ở trong một cái hồ nước đó, mà trần chuồng thì nó nằm ở một bên kia. Bên này là khác, bên này là mặc đồ cho nên là mình có thể cầm máy quay được, cầm phone được, còn bên kia thì không được. Ở đây nó có tới 3 cái phòng lận các bạn. Nhưng mà những cái phòng đó thì không có được mang phone vô nha các bạn. Khi bước vô những cái phòng đó là không có được mang phone vô. Tất cả mọi người đều nằm xuống dưới đất nha các bạn. Đẹp quá phải không ạ? Cái cây cột của nó đó các bạn, nó cũng làm từng cái viên sỏi, nó kết lại thành giống như là một cái bức tranh vậy đó. Quá đẹp phải không ạ? Tại vì mình đang ngồi chỗ này đó nè, người ta vô kìa các bạn thấy đó, mình đang ngồi chỗ này cho nên mình chỉ quay được có một cái phòng này thôi. Nó còn 2 cái phòng bên kia nữa. No phone inside. We cannot take a phone inside. Các bạn muốn xuống dưới cái hồ bơi đó, xuống dưới bơi, các bạn phải mặc đồ bơi thì mới được xuống. Đẹp quá phải không ạ? Ở bên đó là hồ bơi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Thân chúc các bạn ngày mới vui vẻ, bình an và hạnh phúc.
chào thân ái.